Xin chào các bạn, cái SCC01 mà các bạn đang rất yêu thích thì hiện tại hàng đã sắp về đến Hà Nội và mình tranh thủ có một cây về sớm, mình quay cho các bạn xem. Và cái lô này thì mình đã có thêm một thiết kế mới ở cái bevel, tức là cái vạt này của các bạn. Mình làm một loại gỗ mới và nhìn bên ngoài thì rất là mạnh mẽ, nhìn rất khỏe. Đó. Hôm nay thì quay bằng điện thoại ánh sáng nó kém nên là nó không được nhìn, nó không được sắc nét như bên ngoài. Khá là bóng đúng không ạ? Rồi. Bây giờ thì các bạn có thể nghe âm thanh của nó. Cái đàn này thì vừa mới về và vừa mới lên dây, với bộ dây rất là bình thường nhưng mà mình đánh giá là tiếng đàn cũng rất là thanh thoát và điều kiện ánh sáng không tốt, cho nên nhìn trong clip mình thấy là nó rất là xấu so với bên ngoài. Các bạn ra bên ngoài các bạn trải nghiệm sẽ thấy rất tốt. Cảm ơn các bạn đã xem clip.